an nguy mang thai với người yêu đồng giới và câu chuyện đầy sóng gió những cái kết ngọt ngào. Trên trang cá nhân mới đây, an nguy khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi tung ảnh bụng bầu lớn bên người yêu Alex, thông báo chuyện cô có thai trên trang cá nhân. Cô nàng viết, may mà chưa hết trứng, chúc mọi người một Giáng sinh an lành. Bên cạnh status là hình ảnh an nguy ôm bụng bầu khá to ngã đầu vào vai người tình. Trong khi đó, Alex cầm trên tay khung ảnh có hình phiếu siêu âm thai. Hai người vô cùng tình tứ và hạnh phúc. Trên trang cá nhân, Alex cũng chia sẻ bức hình tương tự cùng dòng trạng thái. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng quyết định được đứa nào đi đẻ rồi. Merry Christmas everyone! Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự trùng hợp tới bất ngờ trong hành động của cặp đôi trước khi tuyên bố mang thai. Cụ thể, cả An Nguy và người tình tin đồn đều xóa toàn bộ hình ảnh trên trang cá nhân Instagram. An Nguy chỉ để lại bức hình khoe bụng bầu ngồi cạnh người tình đồng giới cùng 4 bài đăng khác. Về phần Alex, người tình đồng giới của An Nguy cũng để lại duy nhất bức hình này cùng một bức hình chụp chân dung bản thân. Ngoài ra trên trang cá nhân, Alex cũng chỉ follow duy nhất một mình tài khoản của An Nguy. An Nguy và Alex từng nhiều lần tan rồi hợp, theo dõi rồi lại bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội. Đặc biệt, thời điểm An Nguy dính lùm xùm tình cảm với Kiều Minh Tuấn cũng là lúc mối quan hệ này dính nghi án trạng đứt. Cuối cùng, sau nhiều trắc trở, cặp đôi vẫn bên nhau. Khi đủ chín chắn xây dựng một tổ ấm trọn vẹn, An Nguy đã quyết định có em bé và chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình. Quay ngược lại quá khứ một chút, vào thời điểm sau scandal tình cảm âm ỉ với Kiều Minh Tuấn, An Nguy đã về Mỹ tiếp tục việc học và thỉnh thoảng mới chia sẻ một vài hình ảnh lên mạng xã hội. Trước đó, An Nguy từng dính tin đồn hẹn hò đồng giới với một cô nàng có tên Alex. Trong tâm báo scandal, Alex cũng có động thái viết story úp mở khiến dân tình vô cùng tò mò. Kể từ đó đến nay, cặp đôi rất hiếm khi đăng tải hình ảnh về nhau lên mạng xã hội. Do đó, thông tin này đã khiến nhiều người vô cùng vui mừng. An Nguy là nữ vlogger nổi tiếng tại Việt Nam. Cô sở hữu nhiều tố chất để tỏa sáng, ngoại hình bắt mắt, gương mặt đẹp, sự hoạt ngôn. Cô còn được nhiều người hâm mộ nhờ gương mặt trẻ trung không tuổi. Chính vì thế, không khó hiểu khi fanpage và kênh YouTube của An Nguy có tới hàng triệu lượt theo dõi. Cách đây vài năm, An Nguy khiến nhiều người hâm mộ thích thú với các vlog đầy hài hước cùng vẻ ngoài đáng yêu cá tính. Cô cũng từng có một chuyện tình đẹp với hot vlogger Toàn Shinoda trước khi anh ra đi đột ngột vào năm 2014. Về phía người yêu đồng tính của An Nguy là Alexandra Nguyễn, là người Việt mang quốc tịch Mỹ, tên tiếng Việt là Anh Nguyễn, từng góp mặt trong bộ phim Em Chưa 18. An Nguy và Alexandra Nguyễn quen nhau từ thời còn là du học sinh. Dù không hoạt động nhiều trong lĩnh vực giải trí, nhưng Alexandra Nguyễn vẫn bên cạnh ủng hộ An Nguy với vai trò hỗ trợ cho cô trong sự nghiệp. Vào khoảng tháng 4 năm 2017, công chúng ai nấy đều bất ngờ khi thấy Alex thay đổi hình ảnh. Cô tạm biệt mái tóc tomboy để tẩu về mái tóc dài nữ tính, ngoài ra còn make up kỹ lưỡng. Với hình ảnh này, trông Alex khi ấy có rất nhiều nét tương đồng với An Nguy. Trước đây, dù luôn né tránh những câu hỏi truyền thông về mối quan hệ yêu đương, nhưng cả hai vẫn rất thân thiết và không ngại dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc thân mật ngay giữa chốn đông người. Một số tin đồn còn cho biết, An Nguy và người tình đồng tính đã bí mật đính hôn tại Mỹ.